Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 45, phẩm A Tăng Kỳ thứ 30. A Tăng Kỳ là số mục đầu tiên của 10 số mục lớn của Ấn Độ. A dịch là vô, Tăng Kỳ dịch là số, tức là vô số, hoặc dịch là vô lượng số, nghĩa là số mục không biết được là bao nhiêu, không cách chi có thể nói được số mục chính xác, không cách chi có thể hình dung được, cho nên mới nói bất khả thuyết, bất khả thuyết. Phẩm này là phẩm thứ 30 trong Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, nên gọi là phẩm A Tăng Kỳ thứ 30. Bấy giờ Bồ Tát Tâm Vương bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, chư Phật Như Lai diễn nói A Tăng Kỳ vô lượng vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Lúc đó, tức là lúc Bồ Tát Phổ Hiền nói xong phẩm thập nhẫn, có vị Bồ Tát gọi là Tâm Vương, tâm thống nhiếp các pháp, vương thống ngự bốn biển, bèn đối với Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, báo thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, nói: Đức Thế Tôn, mười phương ba đời tất cả chư Phật đã được diễn nói A Tăng Kỳ vô lượng vô biên vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Con thường thường nghe đến những số mục này nhưng vẫn không hiểu rõ rốt ráo ý nghĩa như thế nào. Đức Thế Tôn, thế nào là A Tăng Kỳ cho đến bất khả thuyết, bất khả thuyết? Bồ Tát Tâm Vương lại nói: Đức Thế Tôn, thế nào là A Tăng Kỳ cho đến bất khả thuyết, bất khả thuyết? Xin Đức Thế Tôn từ bi, vì chúng con đại chúng trong Pháp Hội Hoa Nghiêm sẽ nói để cho chúng con hiểu rõ. Phật bảo Bồ Tát Tâm Vương rằng: lành thay, thiện nam tử. Này ông, vì muốn khiến cho các thế gian nhập vào nghĩa số lượng của Phật biết mà hỏi Như Lai ứng chánh đẳng giác. Phật nói với Bồ Tát Tâm Vương rằng: lành thay, thiện nam tử. Vấn đề ông hỏi tốt lắm, hiện tại ông muốn khiến cho tất cả chúng sinh thế gian đều biết nghĩa lý số lượng của Phật biết mà hỏi Như Lai ứng chánh đẳng giác. Thiện nam tử, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, ta sẽ vì ông mà nói. Phật lại gọi một tiếng: thiện nam tử, ông phải tụ tinh hội tận, ông phải chú ý lắng nghe, phải khéo suy ngẫm và nhớ lấy. Bây giờ ta sẽ vì ông mà nói rõ vấn đề ông hỏi. Bồ Tát Tâm Vương cung kính thọ giáo. Lúc đó Bồ Tát Tâm Vương hoan hỉ nói: dạ, con xin cung kính thọ giáo, lắng nghe pháp âm, y giáo phụng hành. Đức Phật nói: thiện nam tử, 100 lạc xoa là một câu chi, câu chi, câu chi là một a diễu đa, a diễu đa, a diễu đa là một na do tha, na do tha, na do tha là một tần bà la, tần bà la, tần bà la là một căng yết la, căng yết la, căng yết la là một a giả la, a giả la, a giả la là một tối thắng, tối thắng, tối thắng là một ma bà la, ma bà la, ma bà la là một a bà la, a bà la, a bà la là một đa bà la, đa bà la, đa bà la là một giới phần, giới phần, giới phần là một phổ ma, phổ ma, phổ ma là một nỉ ma, nỉ ma, nỉ ma là một a bà kiềm, a bà kiềm, a bà kiềm là một di già bà, di già bà, di già bà là một tỷ la già, tỷ la già, tỷ la già là một tỷ già bà, tỳ già bà, tỳ già bà là một tăng yết la ma, tăng yết la ma, tăng yết la ma là một tỳ tát la, tỳ tát la, tỳ tát la là một tỳ thiện bà, tỳ thiện bà, tỳ thiện bà là một tỳ thạnh già, tỳ thạnh già, tỳ thạnh già là một tỳ tố đà, tỳ tố đà, tỳ tố đà là một tỳ bà ha, tỳ bà ha, tỳ bà ha là một tỳ bạc đà, tỳ bạc đà, tỳ bạc đà là một tỳ khư đàm, tỳ khư đàm, tỳ khư đàm là một xương lượng, xương lượng, xương lượng là một nhất trì, nhất trì, nhất trì là một dị lộ, dị lộ, dị lộ là một điên đảo, điên đảo, điên đảo là một tam mạt gia, tam mạt gia, tam mạt gia là một tỷ đổ la, tỷ đổ la, tỷ đổ la là một hề bà la, hề bà la, hề bà la là một tử tế, tử tế, tử tế là một châu quảng, châu quảng, châu quảng là một cao sơn, cao sơn, cao sơn là một túi rượu, túi rượu, túi rượu là một nê la bà, nê la bà, nê la bà là một ha lý bà, ha lý bà, ha lý bà là một nhất động, nhất động, nhất động là một ha lý bồ, ha lý bồ, ha lý bồ là một ha lý tam, ha lý tam, ha lý tam là một hè lỗ già, hè lỗ già, hè lỗ già là một đạt la bộ đà, đạt la bộ đà, đạt la bộ đà là một ha lỗ na, ha lỗ na, ha lỗ na là một ma lỗ đà, ma lỗ đà, ma lỗ đà là một sám mộ đà, sám mộ đà, sám mộ đà là một y la đà, y la đà, y la đà là một ma lỗ ma,
Mà lỗ mà, mà lỗ ma là một điều phục. Điều phục, điều phục là một ly kiêu mạn. Ly kiêu mạn, ly kiêu mạn là một bất động. Bất động, bất động là một cực lượng. Cực lượng, cực lượng là một ama đát la. Ama đát la, ama đát la là một bột ma đát la. Bột ma đát la, bột ma đát la là một giả ma đát la. Giả ma đát la, giả ma đát la là một nama đát la. Nama đát la, nama đát la là một hè ma đát la. Hè ma đát la, hè ma đát la là một tỷ ma đát la. Tỷ ma đát la, tỷ ma đát la là một bát la ma đát la. Đát la ma, đát